Bây giờ hãy cùng học tiếp bài 42 tương ứng với phần 2 bài 23 quyển 2 giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới. Đầu tiên là từ phía đông. Tung biên. Tung. Tung. Biên. Biên. Tung biên. Tung biên. Trong đó từ tung đã học trong từ đồ đạc. Tung chỉ. Phía đông thư viện. Thú sư quán tung biên. Thú sư quán tung biên. Bây giờ là từ địa phương, nơi. Tỷ phẳng. Tỷ. Tỷ. Phang. Phang. Tỷ phẳng. Tỷ phẳng. Địa phương nào, nơi nào, nguyên văn là cái gì địa phương? Sở mơ tỷ phẳng. Sở mơ tỷ phẳng. Công ty ở chỗ nào, công ty ở địa phương nào? Công sư tại sở mơ tỷ phẳng. Công sư tại sở mơ tỷ phẳng. Nhà các bạn ở chỗ nào? Nhi mân cha tại sở mơ tỷ phẳng. Nhi mân cha tại sở mơ tỷ phẳng. Phía đông thư viện là địa phương nào? Thú sư quán đông biên sư sở mơ tỷ phẳng. Thú sư quán đông biên sư sở mơ tỷ phẳng. Hãy nghe và nhắc lại từ sân bóng đá. Dú chiếu tràng. Dú. Dú. Chiếu. Chiếu. Tràng. Tràng. Dú chiếu tràng. Dú chiếu tràng. Bóng đá. Dú chiếu. Dú. Dú. Chiếu. Chiếu. Dú chiếu. Dú chiếu. Âm Hán Việt là túc cầu. Đi xem bóng đá. Chuy khản dú chiếu. Chuy khản dú chiếu. Cực kỳ thích bóng đá. Phây tráng xí khoan dú chiếu. Phây tráng xí khoan dú chiếu. Không hay đi đến sân bóng đá. Bù tráng chuy dú chiếu tráng. Bù tráng chuy dú chiếu tráng. Có sân bóng đá hay không? Yǒu mí yǒu zú qiú chǎng? Yǒu mí yǒu zú qiú chǎng? Bên trong trường có sân bóng đá hay không? Xuế xiǎo lǐ biān yǒu mí yǒu zú qiú chǎng? Xuế xiǎo lǐ biān yǒu mí yǒu zú qiú chǎng? Là một cái sân bóng đá. Sì yí gè zú qiú chǎng. Sì yí gè zú qiú chǎng. Phía đông thư viện là một cái sân bóng đá. Thú sư quán đông biên sì yí gè zú qiú chǎng. Thú sư quán đông biên sì yí gè zú qiú chǎng.
Phía đông thư viện là địa phương gì? Thư sư quán đông biên là địa phương gì? Thư sư quán đông biên là địa phương gì? Phía đông thư viện là một cái sân bóng đá. Thư sư quán đông biên là một cái sân bóng đá. Thư sư quán đông biên là một cái sân bóng đá. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Còn lấy cái khăn nữa. Hái nhỏ bía đỏ. Số điện thoại. Điện thoại hảo mã. Nhẹ, nặng. Chiêng, trộn. Lâu lắm không gặp. Hào chiều bố chiền. Giám đốc. Chinh lý. Lên mạng tra tài liệu. Sẵn hoàng tra tư liệu. Nghỉ ngơi. Nghỉ. Xiu xỉ. Dì, cô. A ý. Đi du lịch. Chuy lùi xính. Dù mình tưới hoa. Mang ổ treo hoa. Đương nhiên là được. Tăng rán khởi ý. Tốt nghiệp đại học. Đại học bị yề. Ngày mấy tháng mấy? Chí yue chí hào. Thì ở phòng của mình. Chiều dài của tờ phán chiên. Buổi sáng có 2 tiết học. Sáng ủ yếu 2 chế khở. 11 giờ ngủ. 11点睡觉. Phải đem cơm trưa. 要带午饭. Cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ. Cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ. Cực kỳ vui mừng. Phi thường cao hứng. Bên trong trường. Xuế xẻo lý biên. Cách đây không xa, rất gần. Lý trở bù yến hẳn chỉn. Ở phía tây thư viện. Giải thú sư quản xi biên. Phía đông là nơi nào? Phía đông là địa phương gì? Đông biên là 什么 địa phương? Một cái sân bóng đá. 一个足球场,